Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xử lý phần tiếp theo và chúng ta sẽ đi chữa phần bài tập về nhà ở trong tiết trước. Ở tiết trước thì vấn đề số 3 cô cùng với các em đã đồng hành với nhau để xử lý nội dung liên quan tới bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. Chúng ta nhớ rằng là đối với phần này thì chúng ta nhớ cái dạng tổng quát của nó và trong những trường hợp nào thì bất phương trình nó có nghiệm hoặc là vô nghiệm nhá, hiểu nhá. bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô vào trong phần bài tập về nhà. Bài tập về nhà cô đã cho các bạn là hai bài đúng không ạ? Hai bài đây cô cho đều dưới dạng hệ bất phương trình một ẩn. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì là trong hệ bất phương trình một ẩn này nó đã bao gồm có hai bất phương trình và hai bất phương trình này chính là bất phương trình một ẩn rồi. Cho nên là chúng ta chỉ cần làm này là chúng ta tổng quát lại tất cả những cái nội dung ở phần phía trước. Nào bây giờ xử lý luôn nhé. Trước hết là chúng ta quan sát này, bài số 1 tìm giá trị thực của tham số M để hệ bất phương trình này có nghiệm duy nhất như vậy trong tiết trước cô đã hướng dẫn các bạn tất cả những bài toán mà để kiểm tra cái điều kiện này thì chúng ta cần phải đưa hết về sao cho phần à, chứa x ở phần về trái nhớ nhá sau đó chúng ta sẽ biến đổi bây giờ lần lượt chúng ta sẽ xử lý như sau trước hết là ta có gì đầu tiên là chúng ta sẽ à, phá ngoặc ra cô sẽ thu được là 2 mx Đúng không ạ? Cộng với 2M Lớn hơn ở bằng X cộng 3 4MX Cộng 3 Lớn hơn là bằng 4X Đấy thì đây xong rồi thì chúng ta thực hiện là Chuyển vế nó sang Chuyển vế nó sang và sao cho đặt X làm nhân tính chung Rồi Ở đây thì chúng ta rõ ràng thu được gì? Đặt x làm nhân tử chung cô thu được là 2m 1 đúng không ạ? Nhân với x được chưa? Và đồng thời phần chấm m cô chuyển vế sang Cô sẽ thu được gì nhỉ? Đó chính là 3 trừ đi 2m Bên dưới tương tự như vậy Cô thu được để là 4 ra ngoài này Bên trong cô có là m trừ đi 1 nhân x đúng không ạ? Đấy cô chuyển sang Bên này thì cô sẽ mang cái chị ở lớn hơn hoặc bằng bằng 3 Xong chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện Người ta hỏi mình là tìm giá trị thực của tham số m Để cái hệ bất phương trình này có nghiệm duy nhất Thế đi trước chắn là nhìn đây thì nó có cái hệ số đúng không ạ? Hệ số của x Đầu tiên là 2m-1 và thứ hai là 4 với 10 1 Vậy hệ số này nó phải mang giá trị là khác không đã Nhá, mang giá trị khác không đã Sau đó thì chúng ta bắt đầu là xử lý tiếp Nào, đầu tiên là chúng ta có điều gì? Ta có này 2m-1 phải mang giá trị là khác không đúng không ạ? Tiếp gì nữa? Và đồng thời m 1 cũng phải mang giá trị là khác khác không, đấy là cái phần điều kiện. Sau đó thì để xử lý thêm thì chúng ta sẽ chỉ ra được ngay m sẽ phải mang giá trị khác với 1 phần 2 và m phải khác khác 1. Được chưa ạ? Rồi thì ta sẽ có hệ bất phương trình. Hệ bất phương trình tương ứng đó là x lớn hơn hoặc bằng 3 đi 2m chia cho 2m 1. Bên dưới ta sẽ thu được x lớn hơn hoặc bằng âm -3 trên 4 nhân với gì nữa? m 1 đúng không ạ? Đó. Rồi. Bây giờ thì quan sát dựa vào đây thì chúng ta sẽ kiểm tra cho cô. Thứ nhất là để cho cái hệ bất phương trình này có nghiệm duy nhất thì chắc chắn lúc này chúng ta chỉ có thể xảy ra cái điều kiện nào thôi À, ở đây rõ ràng nó đang mang cái giá trị là cùng cái dấu, đúng không ạ? Cùng dấu Vậy thì giả sử cô biểu diễn ở trên trục số Cái giá trị đầu tiên này cô coi như là am A. A1 đi thì sẽ bằng với 3 trừ đi 2m trên với 2m trừ 1 Đấy, hay có nghĩa là cái thằng x này nó đang thuộc vào cái khoảng từ đâu? Nửa khoảng từ A1 cho đến dương vô cùng, đúng không ạ? Đấy, nửa khoảng từ A1 cho đến dương vô cùng. Vậy cô biểu diễn cái giá trị A1 đây. Cô bỏ hết cái giá trị đằng phía sau đi. Tương tự như vậy, A2 cô đặt là phần phía dưới. Thì cô cũng sẽ có lại x trong trường hợp tiếp theo sẽ thuộc vào khoảng nửa khoảng từ A2 cho đến dương vô cùng. Đúng nào? Thế thì ở đây rõ ràng là cái thằng A2 lúc này nó sẽ phải nằm ở vị trí nào nhỉ? Nếu như cô có A2 nằm ở vị trí này đúng không? Nếu như giả sử A2 nằm ở đây Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có là phải bỏ phần đằng trước nó đi Và lấy phần phía sau Đúng nào? Như vậy vẫn không thỏa mãn điều kiện là chỉ có nghiệm duy nhất Và ở đây thì chúng ta chỉ sử dụng đến cái, cái trường hợp nào thôi Chắc chắn nó không thể ở vị trí này rồi Thì nó chỉ còn ở vị trí nào nữa? Rồi. Nó ở vị trí nào nhỉ các bạn Các bạn quan sát cho cô nhé Và chúng ta ở đây thì muốn xử lý dấu Lúc này chúng ta phải kiểm tra để sao cho là Vị trí dấu lớn hơn bằng này Rồi nó sẽ phải đảo dấu Nó sẽ phải đảo dấu thì chúng ta mới có thể ra được cái giá trị nghiệm Duy nhất được Và chắc chắn đây nó sẽ phải liên quan tới cái vị trí của Cái thằng A1 Do đó thì A2 Nó phải nằm chung với cái vị trí này Hay có nghĩa là ở cái điều kiện ở đây chúng ta sẽ phải thay vào sau đó chúng ta sẽ cần phải thử lại để xem nó có giá, giá trị chuẩn hay không bởi vì là rõ ràng nếu như trong trường hợp mà chúng ta không thử lại à có thể nó vẫn còn có những cái giá trị phía sau này nữa thì sao cho nên buộc trong bài toán này chúng ta sẽ phải thử lại nhé và ở đây thì chúng ta xử lý đấy là để hệ phương trình hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất khi đó ta sẽ thu được đó là 3 trừ đi 2m Chia cho 2m 1 Sẽ bằng với âm 3 Trên 4 nhân với m 1 Các bạn sẽ giải cho cô à, Phương trình này Để chúng ta ra được hai giá trị tương ứng Ở đây cô sẽ kiểm tra bằng máy tính Để xem là có hai giá trị tương ứng nào nhé Ta thu được m bằng 3 phần 4 Và m bằng 5 phần 2 cái việc giải phương trình ở đây các bạn sẽ tự thực hiện nhé Và hai giá trị này thì hoàn toàn là thỏa mãn cái điều kiện ban đầu của chúng ta đúng không ạ Bây giờ chúng ta sẽ thử lại Ta sẽ thay m bằng với 3 phần 4 vào hệ bất phương trình và nhớ rằng hệ bất phương trình đây các bạn không lấy ở phần hệ bất phương trình bên dưới bên dưới này nó chỉ là cái hệ hệ quả mà thôi mà chúng ta phải lấy hệ bất phương trình ban đầu nhớ nhá ban đầu có thể là lấy cái hệ bất phương trình sau khi chúng ta bổ đổi tương đương ở đây bất phương trình sao đấy cô đánh dấu đây là sao khi đó thì cô sẽ thu được như sau cô thu được đấy là đầu tiên à, 3 phần tư nhân với hai trừ đi một ta có ở đây sẽ thu được là x mang giá trị thay vào đúng không thì ta sẽ có là lớn hơn hoặc bằng 3 và bên dưới khi ta thay vào ta sẽ thu được là gì nhỉ 3 phần tư này thay vào đây thì ta sẽ thu được là âm x lớn hơn hoặc bằng âm 3 Nhớ nhá, thay vào đây rồi Thì ta rõ ràng thấy cái hệ số của thằng x này mang giá trị âm Vậy khi chia thì chúng ta cần phải đảo cái dấu so sánh Hay cô sẽ tương ứng thu được Đó là x lớn hơn hoặc bằng 3 Và lúc này x nhỏ hơn hoặc bằng 3 Đúng không ạ? Và hai dấu này nó đã ngược nhau rồi Thì có nghĩa chỉ có thể xảy ra là x bằng 3 thôi Tiếp theo ta sẽ thay tiếp M bằng 5 phần 2 cũng vào sau luôn nhá. khi đó thì cô sẽ thu được như sau, thay vào này các bạn sẽ nhìn nhanh, thay vào đây thì chúng ta sẽ thu được cái là gì nhỉ à, 4X lớn hơn hoặc bằng âm 2 vậy thì X sẽ lớn hơn hoặc bằng X lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 tương tự như vậy thay xuống bên dưới nào đấy, thay xuống bên dưới thì chúng ta cũng ra giá trị tương tự như vậy, đúng không? tương tự như vậy, tức là X lớn hơn hoặc bằng với âm 1 phần 2 và hai suy ra chung là x lớn bằng âm 1 phần 2 rồi và cái giá trị này đi nó hoàn toàn không thỏa mãn điều kiện là có nghiệm duy nhất và chúng ta kết luận là vậy chỉ có giá trị gì thôi m bằng 3 phần 4 là thỏa mãn yêu cầu đầu bà đó thì như vậy chúng ta lựa chọn ở đây là giá trị m bằng 3 phần 4 đấy là cách để xử lý đối với phần bài số 1 và Tương tự như vậy, đối với phần bài số 2 thì chúng ta cũng xử lý cho cô bằng cách đấy là chúng ta chuyển làm sao để xuất hiện có chứa cái giá trị x giống tương tự phần này, chúng ta chuyển sang đưa về dạng tổng quát. Nào đối với phần bài số 2 này đầu tiên là chúng ta cũng thực hiện cho cô như sau. Đó là chúng ta sẽ cần phải đưa về cái dạng tổng quát của hệ bất phương trình. Ở đây thì à, để dễ dàng nhất thì chúng ta không có xuất hiện cái phần mẫu số nữa thì chúng ta nên quy đồng vào lên. 7 x 6 là 42 đúng không ạ? vậy 42 x cộng với 5 lớn hơn 7 4 28 vậy lớn hơn 28 x cộng 49. Tương tự như vậy chúng ta có gì? Bên dưới này chúng ta cũng nhân cả hai vế này với với 2, cô thu được là 8 x đúng không? cộng với 3 nhỏ hơn 4 x cộng 50. Và đây thì các bạn rút cho cô giá trị. Rút ra cho cô ra. Thì chúng ta thu được điều kiện của x tương ứng. Thứ nhất, bên này 42 trừ đi 28 như vậy là còn 14x nữa. lớn hơn 49 chia 5 như vậy 44. Bên dưới 4x nhỏ hơn 47. Hay từ đây ta suy ra ra ngay có giá trị nào nhỉ? Đó chính là x sẽ mang giá trị là lớn hơn 44 phần 14 và x sẽ nhỏ hơn 47. 4 Mà ta lại có điều kiện là x nó phải là nghiệm nguyên Đúng không nhỉ? Mà Hoặc là để luôn nhá Để Hệ bất phương trình Có nghiệm x thuộc z đấy Thì ta chỉ ra cho cô được x thuộc vào tập những số nào Muốn chỉ ra được thì chúng ta chia ra Lấy 44 Chia cho 14 để xem nó xếp xỉ được bao nhiêu nhé Đó, như vậy chắc chắn nó sẽ nằm từ giá trị từ 4 đúng không? 5, 6 vân vân. 47 chia 4 mình tính luôn xem ra bao nhiêu. Đấy, 11,75 như vậy, từ 4 cho đến 11 nhá. 7 này, 8, 9, 10 và 11. Như vậy nhìn đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hỏi mình đã có bao nhiêu nghiệm nguyên thì tổng cái số lượng ở đây chính là cái số lượng chúng ta cần tìm. 1 2 3 4 5 6 7 8 như vậy có 8 nghiệm nguyên nhá. Vậy kết luận là vậy. Hệ bất phương trình có 8 nghiệm nguyên. Rồi, đó chính là cái nội dung mà chúng ta cần để xử lý. Vậy trong những cái bài toán trắc nghiệm khác mà chúng ta có những cái câu hỏi tương tự như này thì các bạn thao tác thật nhanh cho cô nhé. Chúng ta đã biết thì cái định hướng để xử lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài học ngày hôm nay. trong nội dung tiếp theo vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng xử lý với nhau đó chính là nội dung liên quan đến dấu của nhị thức bậc nhất. Phần này thì thực tế chúng ta đã gặp rất nhiều ở trong các chương trình phía dưới ở cấp 2 rồi. Tuy nhiên có thể nhiều bạn sẽ không nhớ đến nội dung kiến thức này. Ta nhớ rằng cho cô, dấu của nhị thức bậc nhất, chúng ta học bắt đầu liên quan tới đa thức ở lớp chương trình của lớp mấy? À, chúng ta bắt đầu sử dụng các cái phương pháp để biến đổi rút gọn đa thức ở trong chương trình và của lớp 8 đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta bắt đầu làm quen về cái phần đó chính là dấu của tam thức bậc sử dụng đến tam thức bậc 2 đấy. Trong trình lớp 8 cái phần mà chúng ta sử dụng là phân tích đa thức thành nhân tử. Chúng ta đã sử dụng đến tam thức bậc 2. Còn nhị thức bậc nhất này thì nó cũng xuất phát từ theo như cái kiến thức giống như vậy. Tam thức bậc 2 của chúng ta thì được ký hiệu xác định bởi cái công thức đó là ax bình phương cộng bx cộng c đúng không ạ? Tam thức có nghĩa là ba. Đấy, tam như vậy là 3, 3 đơn thức này Và bậc thì chính là bậc của x Như vậy nếu nói về nhị thức bậc nhất Thì tương tự chúng ta cũng sẽ có là gì nhỉ? Bậc của x sẽ là bậc 1 Và ở đây sẽ gồm có hai đơn thức đúng không? Như vậy là ax cộng, cộng b Và người ta đặt cái từng giá trị này sẽ tương ứng là fx thì được gọi là fx bằng ax bình cộng b cộng c với cái điều kiện là a không thì nó sẽ được gọi là một tam thức bậc 2. Còn fx bằng với ax cộng b với điều kiện a khác không thì sẽ được gọi là nhị thức bậc nhất. Để nhớ nhắc lại cho các bạn nhớ về cái nhị thức bậc nhất này nhé. Và dấu của nhị thức bậc nhất này chính là dấu của fx. fx mang giá trị dương hay giá trị âm thì đây được gọi là dấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét cho cô nhắc lại về cái phần đầu tiên. Đó, như vậy là nhị thức bậc nhất đối với x thì chúng ta có dạng fx bằng ax cộng b và với cái điều kiện ở đây sẽ là a khác gì a khác không nhá đó tiếp theo dấu có nhị thức bậc nhất ở đây thì chúng ta sẽ xác định cho cô fx đúng không ạ bằng với ax cộng với b và lúc này thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách như sau thứ nhất là cô xác định fx cô đặt a ra ngoài như vậy trong mở cô có được là x cộng với b trên b trên a được chưa nào và đồng thời để chứng minh cái điều này thì cô sẽ kiểm tra dấu của fx thì cô sẽ xử lý bằng cách như sau trong trường hợp mà cô có giá trị đầu tiên cô xét nhá bên đây cho dễ nhìn cô xét x cộng với b trên a mang giá trị lớn không hay là x lớn hơn trừ b trên a đấy x lớn hơn trừ b trên a như vậy cô suy ra được là x cộng với b trên a mang giá trị lớn hơn lớn hơn không một số lớn hơn không mà nhân với a thì chắc chắn là dấu của cái thằng fx này nó sẽ như thế nào với dấu của a nhỉ giả sử như a mang giá trị dương thì nó sẽ cùng dương đúng không ạ a mang giá trị âm thì chắc chắn là tích này nó cũng sẽ mang giá trị là âm vậy ta có là dấu của fx sẽ cùng dấu với a được chưa tương tự điều thứ hai chúng ta chứng minh nếu x nhỏ hơn trừ b trên a thì rõ ràng cô có, có x cộng với b trên a mang giá trị nhỏ hơn không khi đó giá trị x cộng b trên a là một giá trị âm nhân với a nếu như a dương đúng không ạ thì cả cái tích đấy nó cũng sẽ mang giá trị âm ngược dấu nếu như a âm, đúng không? thì âm nhân âm vẫn ra dương và nó lại ngược dấu với giá trị của a. Hay có nghĩa trong trường hợp này fx sẽ ngược dấu a. Và để biểu diễn à, rõ ràng hơn thì chúng ta có thể biểu diễn ở trên trục số như sau. Ở đây trên trục số thì chúng ta có x tương ứng trục này là trục x nhá. thì ta có là x sẽ tương ứng là trừ b trên a vậy thì phần bên phải giá trị trừ b trên a thì f(x) nó sẽ cùng dấu với hệ số a còn bên trái giá trị của trừ b trên a thì f(x) sẽ trái dấu với với a đấy là lưu ý cho cô này và biểu diễn ở trên mặt phẳng tọa độ thì chúng ta biểu diễn như thế nào quan sát đầu tiên trong trường hợp hàm số này là à, nhị thức bậc nhất nó cũng chính là cái dạng fx bằng ax cộng b nó cũng chính là một cái hàm số bậc nhất. Trong trường hợp này nó sẽ tương ứng là a lớn hơn 0 đúng không ạ? Đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra dấu của nó nhé. Cô có như sau. Thứ nhất là theo như nguyên tắc của chúng ta, bên phải cái giá trị đúng không? Bên phải giá trị của trừ b trên a. Đây là chính là trừ b trên a này. Đấy, x bằng trừ b trên a thì phần bên phải của nó là toàn bộ những giá trị mang dấu là cùng dấu với hệ số a. Phần fx lúc này là toàn bộ đồ thị nằm phía trên trục ox. Khi đó ta thấy rằng là nó dương đúng không ạ? Phần này là dương. Nó ứng với tất cả những giá trị y dương. Khi đó thì dấu ở đây nó sẽ tương ứng là dấu dương này. Đó, toàn bộ phần bên này là dương hết. Được chưa? Và lúc này thì fx nó đã cùng dấu với hệ số a. Còn phần bên trái, bên trái nhá, chúng ta quan sát này. Bên trái của trừ b trên a thì nằm ở bên dưới trục ở x. Và khi gióng sang thì ta thấy toàn bộ những giá trị này đều mang giá trị âm ở trên trục ở y và ở đây chúng ta sẽ có âm hết này. Được chưa? Đó. Như vậy là đã trái dấu rồi. Thì tương tự như vậy trong phần đồ thị tiếp theo trong trường hợp mà khi hệ số A mang giá trị nhỏ hơn 0 Đồ thị hàm số đi xuống từ trái sang phản Chúng ta cùng kiểm tra Ở đây cũng là giá trị trừ B trên A Khi đó Chúng ta sẽ có đấy là bên phải của gì nhỉ? Trừ B trên A thì sẽ mang giá trị cùng dấu với hệ số A. Thì hoàn toàn đây ta nhìn dòng sang trục OI e, thì nó sẽ mang giá trị âm đúng không ạ? Đây, toàn bộ là âm này đó còn bên trái đúng không là trái dấu với hệ số a thì a đang bằng trị âm thì trái dấu là dương đó. đó tất cả phần này đều là dương hết được chưa ạ như vậy là cô đã minh họa chúng ta ở trên đấy là cả trục số và cả ở trên mặt phẳng tọa độ nữa và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo Trong cái ứng dụng đầu tiên của liên quan tới dấu của nhị thức bậc nhất thì chúng ta sẽ xử lý nội dung về xét dấu tích và thương. Vì sao lại có nội dung này? Đó là khi mà một biểu thức một đa thức mà chúng ta biến đổi đưa nó về dưới dạng có chứa là tích hoặc là thương của các cái đa thức liên quan thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đến dấu của nhị thức bậc nhất để xét. Cụ thể cô cho các bạn phần ví dụ số 1 như sau. Ví dụ số 1 cô cho hai à, biểu thức fx tương ứng Đầu tiên là chúng ta có fx bằng với 2x chữ 1 nhân với x cộng 3 nhân với 3x chữ 5. Bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể xét được dấu lần lượt của các cái thừa số ở đây. Đúng không ạ? Bởi vì nó đều có dạng là một nhị thừa bậc nhất rồi. Và cách trình bày thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Thứ nhất, thông thường đối với loại này thì chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Lập bảng ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra, à là bảng xét dấu. có xin lỗi, để chúng ta kiểm tra dấu tân lượt của từng cái thừa số ở trong cái tích này. Đầu tiên là cô sẽ có các cái giá trị cụ thể như sau. Trước hết là chúng ta sẽ xét xem lần lượt cho các giá trị cho các cái nhị thức bậc nhất này tương ứng bằng không để tìm ra những giá trị ấy đặc biệt. Thứ nhất là ta sẽ thu được là khi mà fx này bên đây nhá, xét fx bằng 0 nhá Thì suy ra ta sẽ có các cái giá trị như sau Đó là 2x 1 bằng 0 đúng không ạ? Hay là x sẽ bằng với 1 phần 2 Đúng không nào? X bằng gì nữa? Âm, âm 3 và x bằng 5 phần 3 sau đó thì các bạn sẽ lần lượt sắp xếp các cái giá trị này ở trên cái trục số ở bảng xét dấu cho cô như sau. Đầu tiên là ta có x đúng không ạ? Lần lượt từ vị trí từ nhỏ đến lớn thì ta sẽ có đây là âm vô cùng này. Tiếp theo là âm -3, 1/2, 5/3 đúng không ạ? Và cuối cùng là dương vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ thiết các khoảng. Đầu tiên là chúng ta có là 2x 1. Tiếp theo là x 3. Cuối cùng là 3x 5. À, 3x 5. Và cuối cùng thì chúng ta có fx Nào bây giờ thì các bạn sẽ cùng thực hiện cho cô nhé Trước hết là chúng ta quan sát ở trên cái bảng xét dấu này Chúng ta có này đối với 2x 1 Thì x sẽ tương ứng bằng 1 phần 2 Đúng không ạ? Như vậy tại đây vị trí này nó Cái hàm này nó sẽ đạt giá trị dạng bằng 0 Và ta có là bên phải Trừ b trên a thì là cùng dấu với a Bên trái thì là trái dấu đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có là bên phải Thì ta sẽ có là bằng A mang giá trị là 2 tức là dương rồi cùng dấu nghĩa là dương Đúng không ạ? Dương Thì bên này sẽ là âm um, Âm um. Và ở các cái phần này thì chúng ta không xét đến Được chưa? Tiếp theo X cộng 3 tương tự như vậy Thì tại đây đạt đẩy được không, 0 Đúng không ạ? Hai vị trí còn lại chúng ta không xét Bên phải thì cùng dấu Với hệ số A Bên trái thì trái dấu Tiếp theo bên dưới Bên dưới thì chúng ta có là không xét tại hai vị trí đầu tiên này tại x bằng âm -5/ phần, à, x bằng 5/3 thì nó đạt được bằng 0. Bên phải thì cùng dấu, đúng không ạ? Bên trái thì trái dấu. Xong. Cuối cùng thì quan sát. Tại vị trí x bằng âm -3 thì fx cũng bằng 0. Tại vị trí x bằng 1/2 fx bằng 0 và tương tự với 5/3. Sau đó thì ta có âm nhân âm nhân âm thì sẽ ra kết quả là âm. Âm nhân dương nhân âm. Đúng không ạ? thì sẽ cho chúng ta kết quả là dương và tương tự với các cái giá trị cuối cùng còn lại vậy căn cứ vào bảng xét dấu ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉ ra được dấu của fx đúng không ạ như vậy dựa vào bảng xét dấu thì ta sẽ có là fx mang giá trị là lớn hơn không trước nhé khi x thuộc vào đâu? À, lúc này khi mà x thuộc vào từ âm 3 cho đến 1 phần 2 Gì nữa? Hợp với khoảng từ 5 phần 3 cho đến dương vô cùng đúng không ạ? Hợp với 5 phần 3 Đến dương vô cùng Đó. Và fx mang giá trị nhỏ hơn 0 khi mà x thuộc vào các khoảng còn lại đó là từ âm vô cùng cho đến âm 3 và hợp với 1 phần 2 cho đến đúng không ạ vô cùng à, 1 phần 2 cho đến 5 phần 3 đó thì đấy là cách để chúng ta có thể xét dấu của một biểu thức và nếu như trong trường hợp mà đề bài người ta yêu cầu mình là hãy sử dụng để kiểm tra xem mà trong trường hợp nào thì fx mà lớn hơn bằng không thì tùy lúc đó thì chúng ta lại bổ sung thêm cái vị trí dấu hoặc vuông vào từng vị trí nhé đó. Thì đấy là hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý và tương tự như vậy các bạn hãy thử làm cho cô phần b và kiểm tra lúc này nó sẽ xuất hiện thương thì chúng ta sẽ xem xét xem chúng ta được bảng như thế nào. Như vậy đối với phần ý b này chúng ta cũng cần phải biến đổi nó để sao cho có xuất hiện được các cái nhị thức bậc nhất đúng không ạ? Ở đây thì ở phần từ số này chúng ta thấy có xuất hiện giấy dạng sau khi quy đồng xong trở thành là âm 5x 11. Bên dưới mẫu số thì gồm có tích là mẫu số chung là 3x cộng 1 nhân với 2 trừ đi x. Thế thì đến trường hợp này thì các bạn cũng làm tương tự giống như ở phần phía, trước thì chúng ta cũng sẽ lập cái bảng sách dấu. Lập bảng sách dấu ở đây thì chúng ta sẽ có thể làm nhanh cho cô như sau. Thì mình đã làm quen rồi đấy thì mình không cần phải ghi cái thao tác là các cái giá trị x đặc biệt nữa mà mình trực tiếp làm trên bảng luôn. Đầu tiên là x đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra các giá trị ở đây thì gồm có mẫu số là âm 1 phần 3 này Tiếp 2 này Bên trên này sẽ là 11 À, à, à âm 11 phần 5 đúng không ạ? Âm 11 phần 5 Đó, thì chúng ta lần lượt sắp xếp các cái giá trị này Trước hết là ta có âm 11 phần 5 đúng không ạ? Âm một cùng trước, âm 11 phần 5 Sau đến âm 1 phần 3 Và cùng là 2 Rồi vô cùng Đấy, các giá trị. Sau đó thì lần lượt chúng ta viết lại các cái hạng các cái hạng tử ở bên trong. Ta có âm 5x 11. Tiếp theo là 3x cộng 1 đúng không ạ? Và 2x 2 x. Phần lập bảng này nó không khó, tuy nhiên là nó lại dễ nhầm cho nên là chúng ta phải thật chú ý trong việc lập bảng cuối cùng là ta có fx nào bây giờ các bạn cùng quan sát cho cô cách của cô hướng dẫn này trước hết là chúng ta có mẫu số thì bao giờ có điều kiện nó phải khác không như vậy tại các cái giá trị là x bằng âm 1 phần 3 và x bằng 2 thì mẫu số này nó không xác định cho nên chúng ta sẽ phải ký hiệu là không xác định chờ ký hiệu không xác định chính là hai gạch song song này, này, được chưa và tại vị trí x bằng 2 cũng không xác định còn lại những vị trí nào mà chúng ta không xét thì chúng ta chỉ cần một gạch thôi Đấy. Bây giờ chúng ta xét này đầu tiên khi x mà bằng với âm 11 phần 5 thì tử số bằng 0. Tử số bằng 0 đúng không ạ? Thì chúng ta ký hiệu là 0. Mẫu số ở đây thì chúng ta không xét. Đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, bây giờ đủ hết các cái khoảng rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Thứ nhất là bên phải thì cùng dấu với hệ số A như vậy là hệ số là âm 5 như vậy là âm. Âm hết đúng không ạ? Bên trái là trái dấu như vậy thành dương tương tự với phần bên dưới các bạn thực hiện cho cô thật nhanh nhá đây là dương dương âm âm đúng không ạ bên dưới nữa cuối cùng thì ta lại có hệ số quay là âm một vậy thì bên phải của nó cùng dấu như vậy là âm này đúng không ạ bên phải cùng dấu là âm âm ô cô xin lỗi chỗ này là đây âm đây thôi nhá còn đây là trái dấu là dương này dương dương đó xong sau khi chúng ta đã có xong được các cái giá trị này thì chúng ta kiểm tra đối với fx. Thứ nhất là tại x bằng bằng với âm 11 phần 5 thì fx nó sẽ đạt lại tầm 0. Tại x bằng 1 phần 3 thì fx không xác định. bên này cũng không xác định đúng không ạ? Và lần lượt ta có này. Dương chia cho âm đúng không ạ? Tích của hai đằng dưới nhân với nhau thì là âm rồi. Dương chia âm sẽ là âm. Âm chia âm thì sẽ ra dương, tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ có các cái giá trị cuối cùng Xong Và cuối cùng thì chúng ta có thể kết luận cho cô Đấy là vậy Từ bảng xét dấu thì ta sẽ có Fx lớn hơn 0 Với các giá trị nào Khi x thuộc vào đâu Đó là từ âm 11 phần 5 Cho đến âm 1 phần 3 Đúng không ạ hợp với khoảng từ 2 cho đến dương bục cục tương tự fx mang giá trị nhỏ hơn 0 khi x thuộc vào âm vô cùng cho đến âm 11 phần 5 hợp với âm 1 phần 3 cho đến 2 Đó, thì đấy là cách để chúng ta có thể xử lý và lập bản xếp dấu Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái ứng dụng của nó trong việc xét dấu rồi. Vậy thì đã học ở trong chuyên đề lần này thì chúng ta sẽ phải có cái ứng dụng của nó nữa ở trong phần liên quan tới giải bất phương trình. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đối với phần tiếp theo đó là liên quan đến áp dụng vào việc giải bất phương trình thì chúng ta cũng sẽ căn cứ vào cái bảng xét dấu giống như vừa rồi chúng ta cần kiểm tra xem là đối với một cái bất phương trình bình thường khi mà chúng ta xét thì chúng ta sẽ lựa chọn xem nó nằm ở dơ khoảng nào điều kiện của x cụ thể cũng cho các bạn phần ví dụ sau đây ví dụ số 2 yêu cầu là giải bất phương trình chúng ta sẽ cùng thực hiện theo cái bảng sẽ giống như vừa rồi muốn giải được bất phương trình này trước hết là các bạn sẽ cần làm cho cô bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần phải chuyển vế và sau đó quy đồng đưa về bất phương trình thương hoặc bất phương trình tích tùy Lúc này thì cô có thể chuyển vế sang đúng không ạ? Cô có như sau, đấy là 2 trên x 1 trừ đi 5 trên 2x 1 mang trị nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy chưa ạ? Tiếp theo tương ứng, bây giờ thì cô sẽ à, quy đồng. Quy đồng lên thì cô kiểm tra để xem xem là cái phần tử số nó ra bao nhiêu nhá. Cô lấy 2 nhân với 2x 1 như vậy ra là 4x trừ 2 tiếp trừ đi 5x cộng 1 à cộng 5. Mẫu số giữ nguyên là x 1 nhân với 2x 1. Nhỏ hơn bằng 0. Đấy. Từ đây thì tương tự tương ứng thì chúng ta sẽ thu được gì? Đó là chữ x đúng không ạ? Đây đây cô có, có là 3 chữ x nhé. Trên x 1 nhân với 2x 1. Nhỏ hơn bằng 0. Lúc này thì nó quay trở về cái bài toán là chúng ta sẽ cần phải đi xét dấu của cái biểu thức đó là 3 chữ x trên x chữ 1 nhân với 2x chữ 1 đúng không ạ? Ở đến đây thì các bạn sẽ xét cho cô nhá. À, xét cái hàm fx này bằng với 3 chữ x trên với x chữ 1 nhân với 2x chữ 1. Đúng không nào, bây giờ các bạn sẽ lập cho cô cái bảng xét dấu của fx này. Như vậy đấy sau khi các em lập xong cho cô bảng xét dấu thì chúng ta sẽ thu được các cái giá trị tương ứng để thỏa mãn điều kiện là fx mang giá trị là fx ở đây mang giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0 đúng không ạ? Bây giờ kiểm tra nhá. Thứ nhất đấy là sau khi mà chúng ta lập xong thì ta thấy rằng là từ âm vô cùng cho đến 1/2 thì fx mang giá trị dương, tương tự với các khoảng như vậy nhìn thấy đây nó đa dấu. Nếu như trong trường hợp mà các bạn làm trắc nghiệm, trắc nghiệm nhá thì cô gợi ý đấy là xuyên suốt các cái bảng thế dấu vừa rồi chúng ta có thấy là luôn luôn có cái sự đa dấu ở đây không nhỉ? Đúng không ạ? Và trong cái trường hợp này thì tập trung chủ yếu cho cô để là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất đan dấu này bằng việc chúng ta có thể lựa chọn cho cô một cái giá trị bất kỳ ví dụ trong khoảng từ âm vô cùng cho đến 1 phần 2 chắc chắn có một cái giá trị là x bằng 0 đúng không ạ cô thể chọn x bằng 0 cô thay vào trong cái hàm số này và cô xem xét xem là nó ra giá trị nào À, nếu thay vào cô thấy rằng nó sẽ ra f dương Vậy thì qua các cái giá trị còn lại Người ta sẽ gọi là qua nghiệm thì đổi dấu Thì chúng ta sẽ qua 1 phần 2 đổi thành âm Dương đổi thành âm Tương tự qua 1 đổi âm thành dương Và qua 3 đổi dương lại thành thành âm Được chưa Thì đấy là một cách nữa Và khi mà chúng ta làm ấy Thì lưu ý cho cô là Sau này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái hướng nữa Để ta sử dụng đến nghiệm bộ chẵn và bộ lẻ thì phần đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn ở trong chương trình ở phía sau. Còn lại ở trong chương trình hiện tại thì chúng ta chỉ để ý cho cô là nếu như cái bậc của tất cả các cái hạng tử ở đây là số mũ là lẻ thì qua nghiệm này chúng ta có thể đổi dấu. Còn lại đối với bậc mà số mũ chẵn thì chúng ta chưa chưa xử lý đến thì cô sẽ hướng dẫn các bạn sau. Nào, sau khi chúng ta đã có được một bảng xét dấu đây rồi thì kiểm tra đối với điều kiện đầu bài thì ta có là để cho gì nhỏ à fx mang giá trị nhỏ hơn hoặc bằng không ở đâu thì nhỏ hơn bằng không đó ở đây thì là âm nhưng mà chắc chắn nó không thể bằng không được bởi vì hai đầu mút của nó là không xác định cho nên chỉ có thể lấy giá trị gì thôi à lúc này x nó phải mang giá trị là nằm trong nửa khoảng từ 3 cho đến dương vô cùng đúng không ạ khi x thuộc vào nửa khoảng từ 3 cho đến vô cùng đó thì lúc này fx mang giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0 đấy còn nếu như trong trường hợp chúng ta hỏi mình để cho cái fx này lớn hơn hoặc bằng không thì chúng ta lại chọn cái khoảng từ nửa khoảng từ một cho đến cho đến ba và tương tự với những cái khoảng còn lại đấy là định hướng đối với phần ý a bây giờ các em hãy thử thực hiện phần ý b cho cô tương tự như phần ý này như vậy sau khi mà chúng ta đã chuyển phí và quy đồng được biểu thức ở phần ý b thì ta hoàn toàn có thể xét được fx bằng với x cộng 12 trên x nhân với x cộng 3 nhân x cộng 4. Ở đây thì thao tác tính toán thì các bạn đã tính đúng hay chưa? Thì chúng ta kiểm tra với phần kết quả của cô nhé. Sau khi mà chúng ta đã tính à, xong rồi, đấy thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là ở đây nó gồm có 4 cái hạng tử, đúng không ạ? 4 phần có chứa x, đó là x cộng 12 x này, x cộng 3 và x cộng 4 lần lượt cho từ cái giá trị này bằng 0 ta sẽ thu được bảng xét dấu tương ứng ở đây, sau đó thì chúng ta kiểm tra dấu của FX khi kiểm tra dấu của FX thì rõ ràng chúng ta thấy rằng tất cả cái phần ba cái giá trị bên dưới này tích của chúng nhân với nhau và lấy tử chia cho đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thu được là dương. Đấy, tương tự như vậy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có ở các phần còn lại là âm, dương, âm và dương. Cuối cùng thì kết luận. Ở đây thì bởi vì đề người ta đang cho đấy là cái FX này mang giá trị nhỏ hơn không đúng không ạ? Cho nên chắc chắn là nó chỉ có thể nằm ở trong khoảng gì thôi Từ âm 12 cho đến âm 4 Và từ âm 3 cho tới 0 đúng không? Thì suy ra x thuộc vào Nhớ là ký hiệu đây là ngoặc tròn nhé Âm 4 đây. hợp với âm 3 cho tới 0 thì đấy là cách để chúng ta xử lý. Tuy nhiên là đối với cách này thì các bạn thấy rằng là khi mà làm tự luận thì chúng ta phải trình bày như này Nhưng nếu như làm trắc nghiệm thì phải làm nhanh như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách lúc nãy cô đã nói đó là nếu như bậc của các cái giá trị ở trong này là bậc 1 đấy đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô cái quy tắc đấy là gì nhỉ à, nhiệm bộ chẵn nhiệm bộ lẻ để chúng ta kiểm tra dấu của fx cô sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau đối với bài này luôn nhá trước hết là chúng ta có xét cho cô cái trục số như sau này thứ nhất là x thứ hai là fx cô cũng nhập hết các cái giá trị mà cô đã kiểm tra được đấy là âm vô cùng để âm 12 âm 4 âm 3 không và dương vô cùng đấy cô nhập lên như này sau đó cô sẽ lựa chọn như sau cô thấy rằng tất cả các bậc của x cộng 12 x x cộng 3 và x cộng 4 đều là bậc bậc 1 rồi tức là bậc lẻ thì lúc này chúng ta sử dụng quy tắc là quang nghiệm thì đổi dấu thứ nhất đấy là chúng ta chỉ đạt được không tại vị trí nào ở đây thì chúng ta chỉ có là không tại vị trí x bằng 12 thôi còn lại những thằng này là không xác định mà. sau đó chúng ta lựa chọn ở đây thì cô sẽ chọn ngay một đi chọn x bằng một tại vị trí này cô thay vào trong cô thay vào trong fx khi đó cô sẽ thu được ở vị trí này sẽ ra dương đúng không ạ và qua nghiệm đổi dấu qua không là qua nghiệm rồi như vậy âm dương âm dương sau đó thì cô kết luận luôn như vậy đối với cách này chúng ta thực hiện cho cô khi mà bài toán sử dụng đến trắc nghiệm nhá thì nó sẽ rất nhanh tránh cái việc mà chúng ta lập cả một bảng lớn như này thì nó chỉ ứng dụng trong tự luận mà thôi và trách nghiệm thì chắc chắn là các bạn mà lập này thì sẽ rất là mất thời gian và nó tốn nhiều cái calo của các bạn đúng không nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo sau khi đã áp dụng giải bất phương trình rồi thì còn một cái ứng dụng nào nữa không ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần đó Đối với phần ứng dụng tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng để khử dấu của giá trị tuyệt đối. Đối với phần này thì ta thấy rằng là trước đây giá trị tuyệt đối thì thông thường chúng ta hay có dạng là giá trị tuyệt đối của ai cộng b đúng không ạ? Và trong phần này thì chúng ta sẽ xem xét xem là khử dấu như thế nào. Cụ thể thì nếu như ở trong sách giáo khoa các bạn đã học rồi hoặc là chúng ta có thể tìm hiểu trước thì chúng ta đã thấy được cái phần này. Nên đây cô sẽ nhắc lại để cho những bạn nào mà chưa biết hoặc là kể cả những bạn đã biết rồi thì chúng ta cũng xem lại để chúng ta nắm vững hơn nhé. Đầu tiên, đấy là giả sử như cô có hàm fx bằng với giá trị tuyệt đối của ax b. Cô chỉ xét cái hàm mà có chứa nhị thức bậc nhất nhé. Đấy. Khi đó, lúc này cô sẽ có điều kiện là a sẽ khác không. Bây giờ chúng ta sẽ xét dấu của nó. Đấy. Trong trường hợp này đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chia thành hai phần đúng không ạ? Khi mà ax cộng b mang giá trị dương thì lúc này fx sẽ giữ nguyên dấu còn lại nếu như mang giá trị âm thì uh, tức là nhỏ hơn ấy nhỏ hơn không ấy thì lúc này fx chúng ta sẽ phải phải dấu giá trị tuyệt đối ra chúng ta sẽ phải thêm dấu âm vào đằng trước đúng không ạ như vậy đầu tiên chúng ta có thể xử lý cho cô như sau đó là cô có fx đó. tiếp theo x mình trên nhé.Ở đây thì cô sẽ có là âm vô cùng. Đây là trừ b trên a. Đây là dương vô cùng. Đúng ạ. Rồi. Trước hết là chúng ta sẽ xét hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên khi a lớn hơn không. Và trường hợp thứ hai khi mà a nhỏ hơn không. Trước hết đối với trường hợp a lớn hơn 0 thì trước hết chúng ta cứ để nguyên nó đã nhé. Tại vị trí x bằng chữ b trên a thì fx này bằng bằng 0 đúng không ạ? Sau đó thì nếu như mang giá trị mà dương thì rõ ràng ở vị trí này chúng ta sẽ giữ nguyên là ax cộng b. Đúng nào? Đấy. Tiếp theo, nếu như mang giá trị âm ngược lại thì chúng ta sẽ có đây là trừ đi ax cộng, cộng b đúng không nào đấy là phá dấu phá dấu giá trị tuyệt đối ra thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy tiếp theo trong trường hợp tiếp theo khi mà a nhỏ hơn hệ số a nhỏ hơn không khi hệ số của a này nhỏ hơn không thì hoàn toàn cái biểu thức bên trong đúng không ạ thì chúng ta lại thấy rằng là bên trái à bên phải của trừ b trên a nó sẽ là trái dấu với cái hệ số a như vậy nó sẽ mang giá trị là dương hay âm dương hay âm nhỉ À bên bên phải là cùng dấu, cô sĩ lỗi, bên phải là cùng dấu. Như vậy vị trí bên này nó sẽ mang là chỉ là âm. Vậy âm số âm mà khi ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối ra thì chúng ta phải đổi dấu của nó, tức là ở đây sẽ là trừ đi ax cộng b đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái hàm của chúng ta. Còn bên này thì sẽ là ax cộng b thôi. Đó, để các bạn phân biệt. Vậy là đây là bảng để chúng ta khử dấu giá trị tuyệt đối nhá các bạn có thể đánh dấu cho cô hoặc là ghi chú lại vào trong vở của mình cái bảng này để chúng ta ghi nhớ hơn. Rồi, đấy là đối với trường hợp mà khi cái hàm fx này là giá trị tuyệt đối của ax cộng b. Sau khi chúng ta đã có được cái bảng để khử dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta có các cái trường hợp chú ý đặc biệt như sau. Thứ nhất, đấy là nếu cô mở rộng ra cô có một hàm đấy là giá trị tuyệt đối của fx. Đúng không ạ? Nó mang giá trị là nhỏ hơn một giá trị a khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng cách là đặt trừ a nhỏ hơn fx và nhỏ hơn a và với điều kiện thỏa mãn ở đây đó chính là a phải mang giá trị lớn hơn lớn không đúng không ạ tiếp theo giá trị tuyệt đối của fx mà ta có lớn hơn a khi đó và dấu giá trị tuyệt đối này ra thì ta sẽ xảy ra hai trường hợp trường đầu tiên đó là khi f fx mang giá trị lớn hơn hẳn a và fx mang giá trị nhỏ hơn âm a đấy và nhớ cho cô điều kiện vẫn là a lớn hơn không được nhá đó là một số những cái trường đặc biệt và để khử dấu giá trị tuyệt đối chúng ta sử dụng đỉnh dấu của những thức bậc nhất bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô trong phần ví dụ số 3. Quan sát cho cô vào trong phần ví dụ số 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết. Ở đây ví dụ số 3 yêu cầu là giải các bất phương trình gồm có ở ý A chỉ chứa một dấu giá trị tuyệt đối, ở ý B lại chứa hai dấu giá trị tuyệt đối. Vậy đối với phần ý A khi mà đối với bất phương trình chỉ chứa một dấu giá trị tuyệt đối, các bạn làm cho cô theo cách thông thường là chúng ta xét các cái trường hợp ra. Và còn ý B đối với trường hợp mà có nhiều dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng để chúng ta khử dấu giá trị tuyệt đối. Quan sát cho cô phần ý A. IA ở đây thì chúng ta có thể xử lý nhanh bằng cách xét các cái trường hợp đúng không ạ? Đầu tiên là với x mang giá trị như nào? À, lớn hơn 3 đúng không ạ? <laughs> x mang giá trị lớn 3. Khi đó thì chúng ta sẽ thu được bất phương trình này là bao nhiêu? Ta sẽ có là bất phương trình sẽ tương ứng là x trừ 3 lớn hơn 1 hay suy ra được ngay x sẽ lớn hơn 4, và kết hợp hai cái điều kiện này thì chúng ta suy ra là x lớn hơn 4 là một cái nghiệm của phương trình, là thỏa mãn điều kiện của phương trình của bất phương trình này. Tiếp trường hợp tiếp theo đó là với x nhỏ hơn 3. Khi đó thì chúng ta sẽ cần đảo dấu thì chúng ta sẽ có bất phương trình tương ứng với gì? 3 chữ x lớn hơn 1 đúng không ạ? Hay chúng ta có thể suy ra được ngay cho cô đó là x sẽ mang giá trị nhỏ hơn 2. x nhỏ hơn 2 và đây lại là x nhỏ hơn 3 hay vậy chúng ta lấy x nhỏ hơn 2 là thỏa mãn điều kiện rồi đúng không ạ? Như vậy suy ra x nhỏ hơn 2 là thỏa mãn yêu cầu. và từ 1 và 2 này thì chúng ta chỉ ra được ngay đó là gì nhỉ? x lớn hơn 4 và x lớn nhỏ hơn 2. Như vậy x thuộc vào âm vô cùng cho đến 2 hợp với bao nhiêu? Từ 4 cho đến dương vô cùng. Đúng không ạ? Thì thỏa mãn cái yêu cầu của đồng bài. Thì đó là đối với phần ý A chỉ chứa một dấu giá trị tuyệt đối. Còn đối với phần ý B bây giờ sao? Ở đây chứa rất nhiều dấu giá trị tuyệt đối đúng không nào? Vậy chúng ta cần phải khử dấu giá trị tuyệt đối. Khử dấu thì chúng ta sẽ thực hiện như sau, trước hết là chúng ta sẽ lập cho cô bằng giá trị bằng để chúng ta khử dấu giá trị tuyệt đối này. Cụ thể như sau, trước hết là x. Thứ hai là lựa chọn các giá trị sao cho từng biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối bằng 0. Thứ nhất, đấy là x cộng 2 thì bằng 0 như vậy x bằng âm -2. Phía bên này thì ta sẽ có là x bằng với 1/ phần 1 phần 2 đúng không ạ? Hay dựa vào à, dựa vào cái bất phương trình đầu bài cho chúng ta sẽ có các giá trị là âm vô cùng này. Tiếp. Ở đây sẽ là âm 2 1 phần 2 cuối cùng là dương vô cùng. Chúng ta sẽ xét dấu của những thức bậc nhất trước. Đầu tiên là ra có cái giá trị tuyệt đối của x cộng 2. Đúng không ạ? Tiếp. Bên này thì ta có gì nhỉ? Trừ đi 2x cộng 1 giá trị tuyệt đối. Đó. Và đến cuối cùng thì sau khi chúng ta có được xong các giá trị này rồi thì bắt đầu chúng ta mới xét các trường hợp. Trước hết là chúng ta có là đối với cái trường hợp x cộng 2 giá trị tuyệt đối này đúng không? Hay căn cứ vào bảng dấu của chúng ta à bảng khử dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta có điều kiện gì? Thì nhất là hệ số của nó là lớn hơn không rồi. Như vậy qua nghiệm thì chúng ta sẽ có là À bên phải thì cùng dấu với hệ số Bên trái thì là trái dấu Đúng nào Và ở đây thì chúng ta sẽ có tại vị trí này Thì nó tương ứng là bằng 0 này Ở vị trí ở đây thì chúng ta sẽ thu được là gì à, X cộng 2 thôi đúng không Cô lấy là giá trị dương nhé Cô lấy là dấu dương nhé Còn bên này là giá trị gì nhỉ Âm đúng không âm Và ở đây cũng là dương Đây chúng ta không xét Tương tự như vậy phần bên dưới này chúng ta có là ở đâu mang giá trị gì nhỉ? Trước hết ở đây sẽ có là âm âm đúng không nào? À rồi đây là dương dương đấy, cô xin lỗi. Ở đây sẽ là không, ở đây là không xác định. Còn đây sẽ là âm đây, tức là bên bên phải thì sẽ là cùng dấu đấy, cùng dấu với hệ số. Cái dấu dương và dấu âm ở đây nó không phải là dấu của cái thằng f(x) này nhớ nhá, mà nó là đảo cái vị trí mình chỉ uh, xét xem là tại vị trí đấy mình có cần phải đổi dấu biểu thức ở trong giá trị tuyệt đối hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ như sau. Đầu tiên, đối với trường hợp mình xét lần lượt trong các khoảng này nhá. Khoảng đầu tiên với x thuộc vào khoảng từ âm vô cùng cho đến âm hai, đúng không? x thuộc từ âm vô cùng cho đến âm 2 như vậy đầu tiên giá trị đầu tiên của x cộng 2 ta sẽ phải đổi dấu đúng không ạ như vậy ta sẽ thu được như sau quên đó lại đối với x thuộc với âm vô cùng cho đến âm 2 thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái biểu thức này sẽ bất phương trình này sẽ phải đổi dấu của giá trị tuyệt đối x cộng 2 như vậy chúng ta sẽ có như sau này đó là bất phương trình Cô làm mẫu cho ý này xong các bạn có thể thực hiện thêm những ý còn lại nhé Nhân là x cộng 2 đổi dấu thì ta sẽ thu được âm của x cộng 2 đúng không ạ? Đấy Dấu âm này chính là dấu khi mà chúng ta phải đổi Khi mà phá dấu cái chuyện tuyệt đối Chứ nó không phải là dấu của cả biểu thức nhớ nhá Tiếp theo Cộng với giá trị tuyệt đối của âm 2x cộng 1 Như vậy ở phần bên này ta thấy là nó mang giá trị Đâu? Gì đây? Ở à đây Vị trí này Dương đúng không ạ? Như vậy giữ nguyên Ta có cộng với âm 2x -1 cộng 1 đó. Sau đó thì nhỏ hơn hoặc bằng x cộng 1 được chưa? Bây giờ chúng ta phá hết ngoặc ra để chúng ta ra được giá trị cuối cùng, trừ x trừ đi 2x. Đúng không ạ? Là trừ 3x chuyển về sang như vậy là 4x. Mang giá trị lớn hơn hoặc bằng Đấy, hoặc không thì các bạn chuyển nốt x sang thì chuyển x bên này sang đi thì cho nó cùng dấu nhé. Nhỏ hơn hoặc bằng đi. Bên này thì ta có là gì? Âm 2 và cộng với một nữa như vậy là còn lại âm một thôi chuyển về sang thì chúng ta sẽ có nhỏ hơn hoặc bằng 2 hay tương ứng ở đây chia cho số âm ta phải đảo dấu tức là x sẽ mang giá trị lớn hơn hoặc bằng với âm 1 phần 1 phần 2 xong chưa ạ? lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 mà x lại nằm ở trong khoảng này như vậy không có giá trị thỏa mãn của x vậy kết luận ở trong khoảng đầu tiên là bất phương trình vô nghiệm hiểu nhá bất phương trình vô nghiệm Đấy, trong khoảng đầu tiên không hợp bạn điều kiện thì đó là đối với ở khoảng đầu tiên bây giờ các bạn hãy thực hành cho cô lừa trong các khoảng còn lại và kiểm tra sau với phần đáp án của cô như vậy sau khi các bạn đã xét trong hai khoảng còn lại thì chúng ta có thể chỉ ra được cho cô cái kết quả như sau ở đây chú ý cái phần mà xét khoảng chúng ta sẽ xét như sau nhé đó là đối với cái khoảng đầu tiên là các bạn thấy rằng là chúng ta xét từ âm vô cùng cho đến âm 2 đúng không ạ sau đó thì bởi vì tại âm 2 và tại 1 phần 2 đều xuất hiện có giá trị 0 Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cho cô nửa khoảng từ âm 2 cho đến gì nhỉ? 1 phần 2 Tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp là nửa khoảng còn lại từ 1 phần 2 cho đến dư vô cùng Và trong hai khoảng đấy, nửa khoảng đấy thì chúng ta đều nhận thấy rằng cái kết quả là nó xảy ra là không thỏa mãn cái điều kiện của khoảng này Cho nên là bất phương trình khi đó sẽ bị vô nghiệm và từ ba cái khoảng mà chúng ta đã xét, chúng ta thấy rằng là bất phương trình đều vô nghiệm trong lần lượt ba khoảng, hay có nghĩa là bất phương trình này sẽ vô nghiệm trên toàn trục số R, hay chúng ta sẽ kết luận cho cô là vậy bất phương trình vô nghiệm hoặc là vậy tập nghiệm của bất phương trình là AS à, bằng dấu đó, thì đấy là cách để chúng ta có thể xử lý và nếu như câu hỏi người ta hỏi mình ở dưới dạng trắc nghiệm thì chúng ta cũng cần xử lý cho cô tương tự như vậy nhé. Thì các bạn hãy lập thật nhanh cái bảng và chúng ta xét dấu của nó. Đó là đối với phần khử dấu giá trị tuyệt đối. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần tiếp theo. Bây giờ thì cô cùng với các bạn sẽ cùng quan sát một số những bài tập trắc nghiệm để chúng ta vận dụng vào trong cái loại toán này. Bài tập trắc nghiệm mà cô cho của chúng ta như sau. Thứ nhất là gồm có 4 câu hỏi. Ở đây thì một câu hỏi cô cho với các cái loại khác nhau để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và làm sao để làm phần trắc nghiệm này nhanh. Lý thuyết thì chúng ta đã nói rồi, vậy thì trắc nghiệm chúng ta làm như nào? Quan sát nhá. Thứ nhất là có một cho biểu thức f(x) bằng với 2x 4 tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 khi nào? Thế thì đây rõ ràng là một nhị thức bậc nhất đúng không ạ? Và chúng ta có cái hệ số 2 của nó là lớn không rồi. Vậy để cho cái f(x) này lớn hơn hoặc bằng 0 thế thì chúng ta có thể vẽ nhanh ra x này, đây fx này, đấy. Thế rằng đây thì chúng ta sẽ có là gì? Hai đời giữa đúng không ạ? Đạt được bằng không. Sau đó thì làm nào tiếp? À, bên phải cùng dấu, bên trái ra trái dấu. Xong chưa ạ? Như vậy chắc chắn nó sẽ mang được gì chỉ... Từ từ đâu? Từ đoạn, đoạn nửa khoảng từ hai cho đến dương vô cùng đúng không ạ? Nửa khoảng từ hai cho đến dương vô cùng chọn luôn đáp án a, đấy. <laughs> Xong. Tiếp theo này, chắc mất đến mấy giây thôi nhỉ? Mấy, khoảng 10 giây là chúng ta làm xong rồi. Cho biểu thức f(x) này, tập hợp tất cả các giá trị của x để bất phương trình f(x) nhỏ hơn hoặc bằng 0 là gì? Thế là đây nhìn thấy ngay nó có hai giá trị của x đúng không ạ? Chúng ta cũng lập cái bảng nó ra. Đó, sau đó thì có gì? 3 và âm -5 sắp xếp thứ tự, âm -5 này, 3 này. x này, f(x) này. Đấy. Để nó nhỏ hơn nó bằng 0 thì chúng ta hãy sử dụng theo cách mà cô đã hướng dẫn. Ví dụ, cô có từ âm 5 đến 3, cô chọn luôn giá trị x bằng 0 đi. Tại hai vị trí này chắc chắn nó là 0 rồi nhá. Chọn x bằng 0 cô thay vào. Thay vào trong. Đó, khi đó cô thấy ra ra kết quả là dương. Như vậy hai khoảng còn lại chắc chắn là đan đan dấu, đảo dấu nhau rồi. Như vậy là âm dương âm. Người ta bảo mình đấy là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy thì nó sẽ nằm từ khoảng từ đâu đấy? À, âm vô cùng cho đến gì? À, âm vô cùng cho đến âm 5 đúng không ạ? Nó có dấu bằng nhá cho nên chúng ta phải lấy cả cái giá trị âm 5 này nữa. Như vậy chắc chắn là chọn luôn đáp án D rồi nhỉ? Như vậy đáp án D. Đấy rất nhanh thôi. Chúng ta không cần phải lập nhiều và nhập lập cái bảng to nữa, chúng ta chỉ lập bảng nhỏ này được. Tiếp theo câu 3, nghiệm nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình như sau là bao nhiêu? Tương tự như vậy, chúng ta cũng lập cái bảng nó ra. Rất nhanh thôi. Các giá trị lần lượt là gì đây? À, đầu tiên là âm vô cùng trước nhá. Tiếp theo này, nếu mà mình làm trách nghiệm thì đôi khi mình còn chẳng cần phải biết cái này nữa cho nó rắc rối lằng nhằng, chúng ta chỉ biết những giá trị đơn giản ngắn gọn thôi. Tiếp theo ta có là âm 1 này, không này. Cuối cùng là hai và dương vô cùng đúng ạ? Đấy. Sau đó thì làm nào tiếp? Ở đây lựa chọn nhá. Từ 0 cho đến 2, cô chọn giá trị đẹp nhất, cô chọn 1 đi. Cho đẹp. Còn lại các vị trí này cô đều là không hết đúng không ạ? Cô chọn x bằng 1, thay vào đây. Cô thay vào trong này. Cô xếp xem là nó có ra dương hay âm nhá. Cô có 1 này, 1 chứ 2 như vậy là âm. Dương nhân âm là âm rồi. Âm nhân, nhân tiếp với dương. Đúng không ạ? Như vậy sẽ ra kết quả là âm. Đấy. Âm. Thì tất cả các khoảng còn lại chúng ta đổi dấu. Xong. Bây giờ người ta cho mình là nghiệm nguyên nhỏ nhất Đúng không? Thỏa mãn cái điều kiện này Đây là lớn hơn không À cô xin lỗi chỗ này là Chỗ này phải là âm này Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì Chúng ta sẽ thu được Đấy là x phải thuộc vào khoảng Từ âm 1 cho đến 0 Hợp với 2 đến Dương vô cùng Và trong cái khoảng này chắc chắn nó không có nghiệm nguyên rồi và từ đây Đúng không ạ? Thì nghiệm nguyên nhỏ nhất chính là x bằng mấy? Đó, x bằng 3 Được chưa ạ? Như vậy thỏa mãn cái điều kiện này chúng ta chọn luôn đáp án B, nhớ nhá. Như vậy suy ra đáp án B luôn. Đó, thì đây cái cách giải các bạn đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng là à nhiều giá trị tích như này thì có nghĩa là phải lập cái bảng to, làm lâu lắm giống như vừa rồi, nhưng mà nhớ rằng vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các bạn cái nguồn gốc mắt nguồn của nó. Khi chúng ta nắm được phương pháp rồi, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý bằng cách nhanh nhất có thể. Câu cuối cùng nào hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của x ở trong khoảng này để sao cho bất phương trình trừ dấu giá trị tuyệt đối ở đây nhỏ hơn 3x đúng không ạ? Giá trị tuyệt đối của hai cộng 1 nhỏ hơn 3x. Thế thì trong trường hợp này chúng ta cũng làm tương tự thôi nhỉ. Thứ nhất thì là nó sẽ xảy ra hai cái điều kiện cô minh họa cụ thể như sau. Chúng ta phải phá dấu giá trị tuyệt đối ra trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là từ âm uh, um, 1/2 đúng không? Tiếp này, ở vị trí bên này thì cái giá trị tuyệt đối của 2x nó sẽ tách ra thành gì? Bên phải thì là cùng dấu đúng không? Như vậy đây sẽ là dương, cái này sẽ là âm. Um. Hay chúng ta sẽ lần lượt đi dạy cho cô. Cô giải nhanh lên đây nhá Cô giải nhanh như đây cho các bạn quan sát này. Thứ nhất đấy là cô có là 2x cộng 1 nhỏ hơn 3x đúng không? Với cái điều kiện là x thuộc vào từ 1 phần 2 cho đến dương vô cùng âm 1 phần 2 đến dương vô cùng này x thuộc âm 1 phần 2 đến dương vô cùng này khi đó suy ra được ngay mình nháp mà x sẽ lớn hơn mấy một được chưa ạ hay có nghĩa là kết hợp cái điều kiện này thì chúng ta sẽ suy ra được là x thuộc âm ờ à, x thuộc từ một đúng không một cho đến dương vô cùng thôi tiếp đây là điều kiện đầu tiên cái thứ hai là chúng ta có là nếu như x thuộc vào từ âm vô cùng cho đến âm 1 phần 2 thì cô sẽ thu được là âm 2x trừ 1 nhỏ hơn 3x. Đó. Rút ra thì chúng ta sẽ thu được đấy là um, 5. 5x đúng không? 5x lớn hơn âm 1. Đấy. Hay suy ra là x sẽ lớn hơn âm 1 phần 5. x lớn hơn âm 1 phần 5 kết hợp với điều kiện ở bên trên này Đúng nào? Thì chúng ta sẽ có là gì? a à, x thuộc vào âm 1 phần 5 cho đến âm 1 phần, 1 2 đúng không ạ? Đó, đấy, nhăm nhanh ra đây Thế thì, đây quan sát vào đây nhá Quan sát vào đây Thì chúng ta thấy rằng là Trong cái trường hợp đó thì rõ ràng là Chúng ta chỉ xét ở cái khoảng bên trên Bởi vì người ta đang yêu cầu từ Rơi vào đâu nhỉ À từ giá trị âm 2017 cho đến 2017 mà thôi nhỉ? Thì nó chắc chắn là không nằm trong khoảng này được Bởi vì đây nó có giá trị nguyên nào đâu Và từ x thuộc vào 1 cho đến rơi vô cùng ấy Thì đồng nghĩa với việc là từ 1 cho đến 20 Bao nhiêu? 17 đúng không? Có lấy giá trị 1 đúng không nhỉ? À từ 2 cho đến 2017 chứ Từ 2 cho đến 2017 Thì sẽ tương ứng có bao nhiêu giá trị À, 2016 giá trị đúng không? 2016 giá trị. Số đầu trừ số cuối. Đấy, số đầu trừ số cuối 2017 trừ đi 2 à, 2017 này trừ đi 2 này cộng với 1 như vậy ra 2016 vậy chọn đáp án luôn cho cô đáp án a nhé. Đó, thì đây là cách để chúng ta xử lý rất nhiều bạn sẽ bị nhầm vân vân giữa hai cái đáp án này này. Đó. Thì đấy là cách để chúng ta xem xét của, đối với bốn cái câu hỏi trắc nghiệm này và tương ứng với những cái bài toán khác nữa thì chúng ta sẽ cùng thực hiện cho cô phần bài tập về nhà. Đối với phần bài tập về nhà thì cô sẽ giao cho các bạn hai bài tập tự luận để các bạn có thể củng cố thêm về cái thao tác làm bài của chúng ta. Và sau đó thì ở trong tiết sau chúng ta sẽ sang một nội dung mới. Quan sát cho cô vào trong hai bài tập này để các bạn có thể là định vị lại cái kiến thức của mình xuyên suốt trong buổi học ngày hôm nay. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.